Xin mến chào anh chị em. Đây là phần thứ 3 cho chủ đề bỏ rước lễ vì bất xứng hay không. Để có thể nắm được nội dung phần 3 này thì xin anh chị em nào chưa xem kỹ hai phần trước thì xin vui lòng xem nhé. Mình xin được nhấn mạnh chữ xem kỹ ở đây vì các chi tiết, từ ngữ, bối cảnh đều được mình cố gắng chọn lựa, nghiên cứu, sắp xếp cẩn thận trước khi chia sẻ với anh chị em. Nếu anh chị em nào chưa xem hai phần trước cách kỹ lưỡng thì xin chưa xem phần thứ ba này anh chị em nhé. Hy vọng duy nhất của mình là cung cấp cho anh chị em thêm một vài chất liệu nền tảng trong truyền thống Kitô Công giáo nhằm hỗ trợ những anh chị em có nhu cầu phân định trong việc suy nghĩ và lựa chọn các vấn đề sinh hoạt đạo, chẳng hạn như là vấn đề rước lễ. Một lần nữa, nếu cần tóm tắt các phần trước thì mình xin được tóm tắt bằng một câu thôi. Trong tình yêu và quyền năng của Chúa không bao giờ có sự bế tắc. Rồi, chúng ta đi vào phần thứ ba này nhé. Thưa anh chị em, trong truyền thống Kitô Công giáo có hai phương tiện căn bản giúp cho tín hữu suy nghĩ, phân định và quyết định cho các vấn đề luân lý và sinh hoạt đức tin, chẳng hạn như là rước lễ. Phương tiện thứ nhất thường được gọi là tòa ngoài hay là ngoại tòa, bao gồm các giáo huấn, các giới luật, các quy định của giáo hội để hướng dẫn tín hữu thực hành việc sống đạo được tốt đẹp và hiệu quả. Có thể nói tòa ngoài gồm chứa nhiều kinh nghiệm đã được đúc kết qua dòng lịch sử lâu dài của cộng đồng giáo hội. Cho nên đây là một phương tiện có nhiều sự khôn ngoan, có chiều sâu. Tòa ngoài cung cấp cho tín hữu các nguyên tắc hướng dẫn căn bản, các chuẩn mực chung. Đa số các trường hợp phân định có thể dựa trên tòa ngoài và dĩ nhiên là đã có nhiều hoa trái thiêng liêng được tạo ra. Chúng ta được khuyến khích sử dụng thường xuyên phương tiện thứ nhất này trong cuộc sống, thưa anh chị em. Tuy tòa ngoài rất hữu ích cho việc phân định trong đời sống đạo, nhưng thực tế thì tòa ngoài không thể bao quát hết, giải quyết hết các trường hợp riêng lẻ, riêng tư của tất cả mọi người. Vì chúng ta biết mỗi người, mỗi hoàn cảnh có khi rất đặc biệt, không giống người khác. Vì vậy, có thêm một phương tiện thứ hai gọi là tòa trong, nội tòa, tức là lương tâm của mỗi người để giúp cho việc phân định. Trong truyền thống của giáo hội, lương tâm luôn có vị thế và vai trò quan trọng song song với tòa ngoài. Thật ra thì trước khi có bất cứ giáo huấn, lề luật, quy định nào của giáo hội thì đã có lương tâm. Lương tâm hiện diện nơi các nền văn hóa, triết lý khắp thế giới từ xa xưa đến hôm nay. Có thể nói lương tâm là cái được gắn chặt vào trong con người mọi nơi mọi lúc. Ở đâu có con người thì ở đó có lương tâm. Từ thời Kinh Thánh, chẳng hạn như là nơi thư của Thánh Phaolô, Thánh Gioan Tông Đồ, rồi qua thời các giáo phụ, chẳng hạn như Thánh Augustino, rồi qua thời Trung Cổ, đặc biệt là ở Thánh Thomas Aquino, cho đến thời hiện đại, chẳng hạn như Thánh John Newman, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, rồi Công đồng Vatican II. Lương tâm vẫn luôn được đề cao trong việc đưa ra các quyết định luân lý. Như vậy, việc sử dụng lương tâm là một giáo huấn có bề dày lịch sử trong giáo hội. Chúng ta thử nhìn vào bộ giáo lý hiện hành của giáo hội Công giáo và đọc với nhau đôi điều các bạn nhé. Chẳng hạn như là số 1776 ghi thế này: con người khám phá ra tận đáy lương tâm một lề luật
mà chính con người không đặt ra cho mình, nhưng vẫn phải tuân theo. Tiếng nói của lương tâm luôn luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành điều thiện cũng như tránh điều ác. Tiếng nói ấy âm vang đúng lúc trong tâm hồn của chính con người. Quả thật, con người có một lề luật được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn. Tuân theo lề luật ấy chính là phẩm giá của con người. Lương tâm là tâm điểm sâu lắng nhất và là cung thánh của con người. Nơi đây, con người hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của người vang dội trong tâm hồn họ. Thưa các bạn, vì môi trường sống của con người gồm chứa nhiều yếu tố có ảnh hưởng lên con người và lương tâm, cũng có thể bị méo mó, lệch lạc, nên giáo hội vẫn luôn khuyến khích chúng ta luôn để ý rèn luyện lương tâm, để lương tâm mạnh khỏe, trong sáng và có khả năng giúp chúng ta đưa ra những quyết định tốt nhất. Lương tâm càng trưởng thành thì càng có lợi ích cho con người. Và như ta mới đọc, lương tâm nằm ở độ sâu lắng nhất trong mỗi người, nên mức độ trưởng thành và chuẩn xác của mỗi lương tâm thì chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu thôi. Nói như thế để chúng ta tránh xét đoán lương tâm của người khác, các bạn nhé. Chúng ta đọc tiếp một điểm quan trọng nữa. Số 1782. Con người có quyền hành động theo lương tâm và trong tự do, để tự mình có những quyết định luân lý. Không được cưỡng bức ai hành động trái với lương tâm của họ, cũng không được ngăn cản họ hành động theo lương tâm, nhất là trong lĩnh vực tôn giáo. Ở đây chúng ta đọc thấy có chữ quyền. Vậy hành động theo lương tâm là một quyền của con người được chính Thiên Chúa ban cho. Thần học luân lý của giáo hội rút ra từ Kinh Thánh và truyền thống nói rằng quyền hành động theo lương tâm vẫn có hiệu lực ngay cả khi một lương tâm có khiếm khuyết hoặc sai lầm. Tức là con người vẫn có quyền làm theo lương tâm của mình ngay cả khi nó khiếm khuyết hoặc sai lầm. Mình nhớ một cha giáo sư tiến sĩ luân lý dòng Chúa Cứu Thế hồi ấy đang dạy về bài lương tâm. Thì ngài đặt một câu hỏi. Chúng ta biết là Thánh Alphonso là người sáng lập ra dòng Chúa Cứu Thế và là ông tổ của ngành thần học luân lý trong giáo hội Công giáo. Cha giáo đặt ra một câu hỏi thế này. Nếu một người hành động theo lương tâm của họ mà lương tâm ấy sai lầm, thì người ấy có mắc tội trước mặt Chúa không? Các bạn nghĩ sao ạ? Cả lớp vò đầu bóp trán suy nghĩ, nhưng không ai dám trả lời dứt khoát. Thế là cha giáo sư mới nói, không, không có tội. Trường hợp lương tâm sai thì có thể gây ra các hậu quả xấu cho người đó, cho những người khác. Nhưng nó không hội đủ ba điều kiện để cấu thành tội. Bây giờ ta áp dụng giải pháp tòa trong lương tâm vào vấn đề phân định cho việc rước lễ của những người đã ly dị và tái hôn mà chưa có giấy tháo gỡ hôn nhân trước. Xem sao các bạn nhé. Đây là vấn đề phức tạp. Và thời gian gần đây đó có những tranh luận cũng khá xôn xao. Một bên ta thấy Đức Thánh Cha Francisco và đa số các giám mục muốn để cho những anh chị em này có nhiều không gian hơn trong việc sử dụng lương tâm. Và các ngài nói rằng một số trường hợp đặc biệt với những lý do chính đáng, bất khả kháng nên được chuẩn cho việc rước lễ. Đây dĩ nhiên không phải là một điều gì mới trong truyền thống Công giáo đâu. Một bên kia thì có một số ít các giám mục và thần học gia không muốn đi theo hướng đó vì e ngại rằng
lương tâm của những anh chị em này không đủ trưởng thành, và nếu chuẩn cho họ rước lễ thì sẽ gây ra gương mù gương xấu cho cộng đoàn. Thưa anh chị em, thật ra thì việc tranh luận này cũng dễ hiểu thôi. Lâu nay vẫn tồn tại hai quan điểm về lương tâm. Quan điểm thứ nhất cho rằng phẩm giá và quyền bính của lương tâm là nội tại, nghĩa là lương tâm tự bản thân nó có phẩm giá và quyền bính. Trong khi quan điểm thứ hai cho rằng lương tâm cần phải hợp với giáo huấn của giáo hội thì mới đúng. Và ở đây có một lưu ý là khi đọc thấy các tranh luận trong giáo hội đó, thì ta nhớ rằng Đức Thánh Cha là người giải thích giáo luật tối cao. Và dĩ nhiên bên cạnh Ngài thì có các chuyên gia bậc nhất trong giáo hội làm cố vấn. Chúng ta biết điều đó. Ở đây chúng ta không có nhiều thời gian để bàn rộng ra các cái lĩnh vực có liên quan như thế này. Nên xin được trở lại vấn đề rước lễ cho người ly dị và tái hôn không hợp pháp. Xin được nói chung trước rồi nói riêng sau các bạn nhé. Nhìn một cách chung thì tòa ngoài vẫn khuyên rằng không nên rước lễ. Tại sao? Một trong những lý do nằm ở tên gọi của việc rước lễ. Một cách gọi khác của rước lễ là hiệp lễ. Có lẽ nhìn vào chữ trong tiếng Latin đó, hoặc là các cái ngôn ngữ mà sử dụng tiếng Latin đó, thì mình thấy rõ hơn. Ví dụ tiếng Anh đi. Hiệp lễ trong tiếng Anh là communion. Communion do hai từ ghép lại, common và union. Common là chung, union là sự hiệp nhất. Vậy communion nghĩa là sự hiệp nhất chung trong niềm tin. Hành động lên rước lễ là thể hiện rằng mình đang tham gia vào communion này, vào niềm tin chung này. Niềm tin chung về hôn nhân công giáo là gì? Thưa, là hai người nam nữ yêu nhau, xây dựng gia đình với nhau trong sự chúc lành của Thiên Chúa và hứa chung thủy với nhau đến trọn đời. Thêm nữa, hôn nhân là một sự việc có tính công khai. Việc rước lễ communion viết hoa cũng có tính công khai. Vậy khi một người ly dị chưa tháo gỡ hôn nhân mà đã tái hôn là công khai nói với mọi người rằng họ đang không chia sẻ niềm tin chung về hôn nhân của cộng đoàn. Mình tự ra khỏi communion. Trong khi đó, rước lễ là hình thức communion rõ nhất của cộng đoàn. Mà mình lại đang ở ngoài communion một cách công khai, thì việc rước lễ trở thành không hợp lý. Muốn việc rước lễ này trở nên hợp lý thì cần phải làm sao để vào lại trong communion với cộng đoàn một cách công khai. Chốt lại, ta thấy lý do không được rước lễ xoay quanh hai chữ là communion và công khai. Vậy thì những anh chị em ly dị và tái hôn này còn cơ hội để rước lễ không? Thưa còn, có nhiều cách. Bây giờ là phần chúng ta nói riêng hơn một chút các bạn nhé. Cách thứ nhất là họ có được sự tháo gỡ hôn nhân trước, gọi là tiêu hôn đó, nếu có thể, và hợp thức hóa hôn nhân hiện tại. Cách thứ hai là họ sống bên nhau, chăm sóc nhau nhưng không có quan hệ vợ chồng. Cách thứ ba, khi hai cách trên không thể đạt được thì dùng tòa trong là lương tâm để phân định một cách nghiêm túc và cẩn trọng. Nghiêm túc và cẩn trọng các bạn nhé. Nghĩa là sau khi đã tìm hiểu các giáo huấn của giáo hội, hiểu rõ lý do tại sao giáo hội dạy như thế, nếu bạn tin rằng trường hợp của bạn có những lý do đặc biệt cho bạn sự chính đáng để rước lễ, thì bạn nên đến gặp các vị mục tử nơi địa phương bạn đang sống
mỗi địa phương có thể có những hoàn cảnh riêng và những quy định riêng ha. Bạn xin các ngài đồng hành với bạn trong việc dùng lương tâm để phân định, với tâm tình khiêm tốn lắng nghe, cầu nguyện chân thành. Xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần là đấng ban sự khôn ngoan và sự cẩn trọng. Và nếu bạn cảm nhận được sự bình an và sự cho phép của lương tâm, thì bạn có thể lên rước lễ. Linh mục giáo sư tiến sĩ giáo luật James A. Corden cho biết rằng quyết định dựa trên lương tâm như thế này đó thuộc về bình diện luân lý chứ không thuộc về bình diện luật pháp. Nghĩa là cái tiến trình phân định xảy ra trong lương tâm này chỉ xét về việc tâm hồn người đó có cảm thấy được phép rước lễ hay không mà thôi, chứ không xét về tính hiệu lực hay vô hiệu lực của hôn nhân. Cha Corden cũng kể chuyện rằng một số giáo dân chất vấn các vị mục tử sao lại cho phép một số người ly dị và tái hôn được xưng tội rước lễ. Các vị mục tử trả lời rằng cha đã đồng hành phân định kỹ lưỡng về mọi mặt với họ rồi và thấy họ có lý do chính đáng để rước lễ. Có một lưu ý ở đây là tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi sống tình bác ái, nên giáo hội khuyên rằng trong trường hợp này bạn nên giữ việc rước lễ của mình một cách kín đáo, chẳng hạn như là rước lễ ở một nơi nào đó không ai biết đến hoàn cảnh hôn nhân hiện tại của bạn, để tránh gây ra gương mù gương xấu cho người khác. Dĩ nhiên đây là một việc thể hiện sự bác ái của bạn. Trước khi khép lại chia sẻ hôm nay, xin có vài điểm tâm tình với anh chị em như sau. Thứ nhất, giáo hội là mẹ thì thương con. Những gì giáo hội đưa ra thường xuất phát từ tình thương dành cho tất cả mọi con cái của mình, chứ không có ý loại trừ bất cứ ai. Đôi khi người ta trách rằng giáo hội hà khắc quá. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ hơn thì sẽ thấy cái lý, cái tình vì sao giáo hội phải quy định như vậy. Mình cứ hình dung thế này, giáo hội như người mẹ vừa có bổn phận là gìn giữ những gì mình được truyền lại, lại vừa phải phân định thận trọng những cái mới nảy sinh trong mỗi thời đại. Giáo hội vừa phải chăm sóc chung một đoàn con rất đông đảo, hơn 1 tỷ người trên trái đất này. Vừa phải cố gắng nhạy cảm để chăm lo cho từng đứa con với hoàn cảnh rất riêng của nó. Nhiều cực khổ, vất vả lắm các bạn. Nói như thế để xin các bạn thương các vị mục tử của mình hơn một chút nữa. Và trước khi phàn nàn, trách móc các ngài là khó tính, là khó chịu, thì xin nên tìm hiểu các khó khăn, những tiến thoái lưỡng nan của các ngài. Mình tin rằng các mục tử trong giáo hội đều có lòng thương cảm đối với hoàn cảnh của anh chị em, nhưng nhiều khi hoàn cảnh của các ngài thì lại ít được ai để ý tới, ít được cảm thương. Mình biết nhiều vị vì trách nhiệm chăm sóc chung cho cả đoàn chiên mà rất đau đầu, mất ăn mất ngủ, lực bất tòng tâm. Và vì ai cũng được kêu gọi để trưởng thành trong lòng thương xót, tức là có lòng thương xót như Chúa thương xót mình, thì xin anh chị em cũng thương xót các vị mục tử của mình. Các ngài hoàn toàn là con người bằng xương bằng thịt như tất cả những người khác. Một sự thông cảm, thương cảm, thương xót dành cho các ngài là điều rất đáng quý trong cuộc đời này. Quý hơn cả quà cáp tặng vật nữa. Nếu ai chưa có đủ khả năng bác ái đối với các ngài, thì hy vọng ít nhất cũng sống được đức công bằng,
Nghĩa là các ngài cố gắng hiểu hoàn cảnh của mình như thế nào thì mình cũng cố gắng hiểu hoàn cảnh của các ngài như vậy. Ông bà mình thường dạy là vô tri bất mộ, không biết thì không yêu. Cho nên chỉ khi nào mình đã hiểu hoàn cảnh, nỗi khổ của nhau thì mình mới chạy lòng thương đúng mức được. Tâm tỉnh thứ hai, sử dụng lương tâm để phân định là một quyền của mỗi người. Ai không muốn dùng quyền đó thì tùy. Nhưng nếu ai cần dùng nó thì xin cũng nhớ rằng mọi quyền lợi đều gắn với trách nhiệm. Và vì thế, xin đừng sử dụng nó một cách hời hợt, cẩu thả. Khi sử dụng tòa trong là lương tâm đó, thì cần phải giữ một sự tôn trọng, chân thành đủ đối với tòa ngoài. Tức là mình có tìm hiểu kỹ càng, học hỏi với thái độ khiêm tốn, lắng nghe, biết lý do và nội dung giáo huấn của giáo hội, dạy về một vấn đề gì đó. Tránh thái độ thiếu trưởng thành như là tôi muốn làm gì thì tôi làm, tôi mặc kệ giáo huấn của giáo hội. Vì nếu làm như thế là rơi vào chủ nghĩa tương đối, thiếu quân bình, thiếu sáng suốt, thiếu chiều sâu và uổng phí một kho tàng khôn ngoan. Chúng ta có thể lưu ý thêm về tên của chữ lương tâm ở đây. Lương là thiện, là lành. Cho nên sống theo lương tâm đúng nghĩa đó, thì không có sự ác. Tâm tình thứ ba. Đã là xương là thịt thì tất cả đều chung thân phận người. Đừng thần tượng ai vì chẳng ai có thể làm thần tượng mãi được. Chính Chúa Giêsu hôm nay người ta tung hô, ngày mai người ta đóng đinh. Và xin cũng đừng coi thường ai, vì chính mình có thể tệ hơn họ. Và Chúa chống lại kẻ tự coi mình là công chính hơn, là tốt hơn người khác. Một áp dụng cụ thể ở đây, xin đừng ai thấy người khác đang trong hoàn cảnh một tội công khai không rước lễ mà nghĩ rằng tình trạng tâm hồn của họ tệ hơn mình. Tình trạng tâm hồn của mỗi người chỉ có một mình Chúa thấu suốt mà thôi. Đừng có ai nghĩ rằng họ không được Chúa thương, hoặc là được thương ít hơn, hoặc là ơn cứu độ của họ có vấn đề. Không phải thế. Đó không phải là việc của chúng ta, thưa các bạn. Còn những anh chị em nào có hoàn cảnh không rước lễ được thì cũng đừng nghĩ mình xấu hơn những người khác, mình tệ hơn những người khác. Không, không phải như thế. Thực tế, có nhiều người không thuộc diện được rước lễ, sống rất tốt lành, rất thánh thiện, rất ý nghĩa, rất có ích. Và dĩ nhiên, ơn Chúa vẫn tuôn đổ xuống trên họ bằng nhiều cách khác nhau, như ta đã nói rất nhiều trong các video trước. Xin nhớ kỹ điều này các bạn nhé. Giáo hội không bao giờ ghét bỏ, loại trừ bất cứ người nào. Như anh chị em không được rước lễ luôn luôn là thành phần không thể tách rời, không thể thiếu của cộng đoàn con cái Chúa. Hạn từ phạt vạ thật ra không có hay. Thật ra chúng chỉ là những biện pháp mục vụ tạm thời nhằm hạn chế việc bắt chước gương xấu cho những người khác thôi. Và xin chúng ta cũng phân biệt rằng hình thức phạt vạ thông thường đó thì khác xa với vạ tuyệt thông nhé. Dù hình thức nào đi nữa thì cũng chỉ nhắm đến một mục đích tích cực là tạo cơ hội cho một ai đó cầu nguyện và phản tỉnh mà thôi. Tâm tỉnh thứ tư, chúng ta sẽ không bao giờ nói đủ về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người, đặc biệt là cho các tội nhân, trong đó có một tội nhân lớn là người đang nói với các bạn. Chúa thương mỗi người chúng ta lắm các bạn ạ. Và Chúa luôn có nhiều cách
để chăm sóc con cái của mình. Cả những người không rước lễ lẫn người rước lễ, cả người có điều kiện tham dự thánh lễ lẫn người không có điều kiện. Miễn là mỗi người trong hoàn cảnh của mình còn mở lòng ra để Chúa đổ tình yêu và sức sống của Ngài vào. Tắt một lần nữa thưa các bạn. Trong tình yêu và quyền năng của Chúa không bao giờ có sự bế tắc. Xin được kết thúc ở đây bằng lời của Thánh Gioan: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian nhiều đến nỗi đã ban tặng con duy nhất của mình cho thế gian. Điều quý giá nhất mà Thiên Chúa còn ban tặng thì chẳng còn điều gì Ngài giữ lại cho mình. Thưa các bạn, chúng ta là những người may mắn nhất vì được biết và yêu một vị Thiên Chúa tuyệt vời như vậy.